lại hồi nãy anh vô tình nhìn thấy em, đường thì vắng, anh sợ lỡ xảy ra chuyện gì á nên anh mới chạy theo em. Vậy sao anh không công khai chạy tới nói chuyện với em? Anh có biết là hồi nãy em sợ như thế nào không? Em cứ tưởng là có tên biến thái nào bám theo em chứ. Anh xin lỗi. Anh rất là quan tâm tới em, đúng không? Thì là bạn bè, quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Bạn bè. Anh Tấn, em vẫn đang chờ anh mở lòng với em. Thôi, cũng trễ rồi, em đi về đây. Để anh đưa em về. Trời tối, để anh đưa em về nha. Anh Tấn, cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì đâu, anh cũng rảnh mà. Anh vô nhà uống miếng nước nha. Thôi, để khi khác đi. Giờ anh về. Công việc ở Phát Đạt có tốt không? Cũng bình thường à. Anh cố gắng nha. Em tin với năng lực của anh, trong tương lai anh sẽ tiến xa hơn. Cảm ơn em. Em vô nhà đi. Dạ, anh về cẩn thận nha. Anh Tấn, sao anh không chịu mở lòng với em? Em vẫn rất yêu anh mà. Em sẽ tha thứ cho anh. Nếu anh Tấn thú nhận mọi chuyện, liệu là mình có sẵn lòng bỏ qua và quên đi chuyện đó hay không chứ? Hay là mình cứ giữ nó trong lòng? Thế mình còn chưa hiểu mình nữa. Hèn gì anh Tấn không dám nói chuyện đó cho mình biết. Mình làm sao vậy chứ? Anh ấy yêu mình, luôn luôn yêu mình, như vậy là đủ rồi. Sao mình còn lăng tăng nghĩ tới cái chuyện kia để làm gì chứ? Trời ơi, Khánh Hà ơi là Khánh Hà, mày muốn cái gì đây? Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.